27, 25, 23 và 25, 22. Huấn luyện viên Dante cũng đã ra hiệu cho trợ lý của mình ký hiệu dùng quyền khiếu nại. Chúng ta sẽ cùng xem tình huống video challenge. Có thể thấy là bóng chưa chắc chắn. Điểm cho toàn bộ trường Komuchu 21-19. Khiếu nại thành công đem tới một điểm rất quan trọng cho câu lạc bộ trường Komuchu. Vừa rồi là quả phát bóng của Trang Visari Winnie, bắn kịp đưa bóng sang phần sân của đối phương, nhưng đây là cơ hội ghi điểm cho đội đọc Kansai. Đó là Cherry Donut kèo bắn trắng và cầu thủ này vừa rồi đã có một pha xử lý này diễn ra VTV Cup thì đã có rất đông lượng truy cập đến từ người hâm mộ bóng chuyền của câu lạc bộ trường Komuchu nói riêng và bóng chuyền Philippines nói chung. Cầu thủ hàng sau luôn là một trong những điều được các đội bóng chuyền của Nhật Bản luyện rất kỹ và họ thi đấu rất bản lĩnh. Lỗi phát bóng của cầu thủ mang áo số 2, chủ công Trang Visari Winnie, 20-24. Bóng đi nè, vẫn còn bóng đá nảy sang đúng phần sân bên phía Chukomucho và đó là pha dứt điểm của Chukomucho chắc chắn sẽ còn được gia tăng ở thời điểm này. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới của Virey. Rất nhanh với tình huống chấp thời cơ trên lưới. 18-10. Lỗi kỹ thuật của đối phương thì Chukomucho cũng đã giành lại quyền phát bóng. Khó khăn dành cho đội Kansai đã trở nên rõ rệt hơn ở trận đấu này. Họ đang để cho đối phương bỏ tương đối xa về mặt khoảng cách tỷ số. Phụ công Konoma Manami được cho ra nghỉ và bây giờ thì Tokutake Sara đã được quay trở lại sân. Chắn bóng và bóng đã chạm cột giới hạn, điểm số cho Kansai. Tiếp tục là một tình huống xử lý bóng chạm cột giới hạn, lần này đến lượt các cô gái của đội Kansai Nhật Bản. Rất có thể Đại học Kansai Nhật Bản sẽ phải dồn toàn tâm toàn sức ở trận đấu tiếp theo để có thể tiếp tục nuôi hy vọng kéo dài Karu chủ công. Tấn công hàng sau, bóng không qua lưới. Carolina thì vẫn đang tả xung hữu đột. Bóng ngoài. Himari chủ động lựa chọn cú đánh có điểm rơi, khai thác khoảng trống nhưng có làm cú đánh thừa lực. Tấn công tốt. Phụ công New York đã dứt điểm ở vị trí số 3 thành công để mang về điểm số thứ 24. Có quá nhiều cơ hội dành cho Philippines giành được điểm số quyết định của trận đấu này. Sự sung sức và sẵn sàng cho các tình huống, mặc dù cô cũng rất nhiều lần
là người phòng thủ trước những pha tấn công của đối thủ. Điểm cho đội Đại học Kansai. Bóng đã chạm tay trắng của đội Chukomucho. 12-17. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Libero của câu lạc bộ Chukomucho vừa rồi đã lùi sâu. Lại va vị trí. Rất khôn ngoan cho những quả phát bóng tấn công của Tokutake Sara. Nhắm vào chính libero của câu lạc bộ Chukomucho. Hai quả phát bóng rất hiệu quả. Chúng ta thấy là các phòng thủ hàng sau tốt, xử lý từ bước này cũng rất hay và tình huống vẫn đang tiếp tục. Rondina vẫn chưa thể kết thúc tình huống này. Vẫn đưa bóng ra. Không phải đó là nhịp điều chỉnh. Bỏ nhỏ thành công, chiến thuật bỏ nhỏ. Các vị trí của câu lạc bộ và họ cũng đang trao đổi với nhau kỹ hơn. Một pha đôi công mà cả hai đội đã thể hiện được rất nhiều điều. Và chúng ta thấy được bản lĩnh của đội Đại học Kansai. Họ có đang bị dẫn trước nhưng không hề bị sức ép tâm lý quá lớn. Trong khi đây là set đấu mà họ buộc phải thắng nếu như không muốn nhận thất bại chung cuộc. Vậy nhưng thực sự là các cô gái của đội Đại học Kansai đã có được một bản lĩnh thi đấu, tinh thần vững. Takuchi Konatsu phát bóng sau khi được vào sân. Lúc này đội Đại học Kansai vẫn đang thi đấu với chuyên hai Nishikawa Rin. Vị trí này đã được thay thế kể từ set đấu thứ hai. Giai đoạn cuối của set đấu thứ hai, huấn luyện viên Mizuno Suichi quyết định rút Nishikawa Sana rời sân và để Nishikawa Rin chuyên chính. Tamura Hikaru vừa rồi còn không có cơ hội để vào đà. Còn khi chúng ta thấy bước vào đà thì Rodina thực sự là tạo ra sự khác biệt. Lối chơi của hai cầu thủ này cũng có sự khác nhau. Hiệu suất ghi điểm thì đều rất hiệu quả, đóng góp nhiều vào lối chơi, vào điểm số của đội nhà. Nhưng mỗi người một phong cách. Tamura Hikaru cũng vừa lên tiếng. Rodina ghi một điểm, Hikaru ghi một điểm. Mỗi đội tình tiến một điểm. 18-20. Quả phát đóng của Fukuda Ami đã thực sự gây ra khó khăn cho các cầu thủ Chukomucho. Trọng tài bắt lỗi 4 truyền của các cầu thủ Chukomucho và đội bóng Philippines dùng quyền khiếu nại. Chúng ta sẽ cùng xem tình huống qua video challenge. Điểm số rất quan trọng. Đây có thể coi là một điểm số bước ngoặt của set đấu thứ tư. Các đội cũng rất hồi hộp với tình huống xem bóng có chạm chắn hay không. Trận đấu tiếp tục với việc điểm số là 18-20. Bóng ngoài đó là Virei Kamin nhưng bóng đã chạm chắn của đội Đại học Kansai. 21-18. Bóng ngắn, bóng dài. Rodina với hướng đánh rất đa dạng của mình. Thời điểm cuối của set đấu này, Nishikawa Rin đang hướng bóng về vị trí của Tamura Hikaru. Vừa rồi số 21 đã chưa thể ghi điểm. Bóng không chính xác. Phát bóng tấn công vào vị trí của Hikaru nhưng cô đã có mặt ở pha dứt điểm. Vị trí số 4 tiếp tục là Hikaru. Cherry Nunatel rất sát với hướng tấn công này và cũng không có giải pháp nào khác cho Nishikawa Rin trong việc phân phối bóng. Chỉ có một mình cầu thủ mang số 21 sẵn sàng cho pha vào đà để tấn công biên. Tay chắn đầy kinh nghiệm Cherry Nunatel đã chứng tỏ được giá trị của mình. Phát bóng quá khó. 25-18, đó là một quả